Hello mọi người, hôm nay sẽ là một video về việc học tiếng Anh Dạo này mình đang học IELTS tại vì mình dự định là trong năm 2024 thì mình sẽ thi luôn Mọi người nhớ follow Instagram của mình nha Còn đây là page Facebook Không nói nhiều nữa, bây giờ mình sẽ vào video luôn Lúc mới học thì mình thấy IELTS nó khó mà rất là khác so với tiếng Anh mà mình học hồi ôn thi trong học phổ thông quốc gia yeah, Dạo này thì mình tự ôn IELTS cũng được 2 tháng rồi Cũng đỡ bị ngợp hơn và mình cũng đã quen dần và tìm được cách học hiệu quả Nên là hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cách mà mình tự học IELTS nha Đầu tiên thì đây là plan tự học IELTS của mình Tại vì mình còn khá là nhiều môn ở trên trường nữa nên là mỗi ngày mình sẽ cố gắng dành ra khoảng một hai tiếng để học học cái gì và học lúc nào thì mình đều ghi ra một quyển sổ nhỏ như thế này nè để học xong thì mình sẽ tích vào và đây là những việc mà mình làm mỗi ngày. Đầu tiên đó là học cấu trúc hay vì cả năm lớp 12 mình học hành khá là nghiêm túc cho nên là kiến thức về tiếng Anh cơ bản thì mình đã nắm chắc rồi nên là khi mà học IELTS thì nó cũng đỡ chật vật hơn. Nên là mình khuyên bạn nào trước khi bắt đầu học IELTS thì nên dành thời gian để học nắm chắc kiến thức cơ bản trước, đặc biệt là mệnh đề quan hệ, các loại câu phức, câu điều kiện tại vì đây là những cấu trúc thường dùng nhất trong writing và speaking. Hồi đầu thì mình cũng đã có ôn lại một chút rồi nè tại vì nghỉ hè xong thì kiến thức nó cũng rơi rớt một chút. Nói chung là nền tảng thì mình đã nắm chắc rồi nên là bây giờ chủ yếu thì mình sẽ sưu tầm những cái cấu trúc mẫu câu mà trong IELTS thường dùng. Thường thì mình sẽ xem ở trên YouTube có câu nào mà mình thấy hay quá, nghĩa tiếng Việt dịch ra mà mình tâm đắc thì mình sẽ ghi lại vào cuốn sổ này. Xong rồi khi nào làm bài thì mình sẽ mở ra xem lại. Ví dụ như ở đây mình đang xem là video của thầy Datio có những cấu trúc này dùng trong writing task one cũng khá là ok. Thứ hai đó là học từ vựng theo chủ đề. Lúc đầu học IELTS thì mình có nhảy vào làm từng dạng listening với lại reading nhưng mà lúc đó mình thấy nó khó quá, làm sai hoài à, tại vì mình không có nghe ra được. Á. Kiểu mình toàn bị lừa không à tại vì có nhiều cái nó paraphrase với lại nó cũng có những chủ đề học thuật mà mình ít gặp Và cũng không biết nhiều từ vựng cho nên là mình mới thường làm sai. Nên là mình ý thức được học vốn từ theo chủ đề trước rất 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 là quan trọng luôn. Mình đang học từ vựng theo các chủ đề này nè. Mình có tham khảo ở trên website IELTS Advantage thì đây là 15 chủ đề thường xuất hiện trong bài thi. Mình học nhiều nhất là về chủ đề technology, health, education and the environment. Tại vì nó là những chủ đề hay gặp á. Mấy cái này thì nó hơi khó thiệt, kiểu có mấy cái mình cũng không thích ví dụ như là government spending với lại technology á. nhưng mà mình vẫn phải ráng học thôi để lỡ có đi thi không may thì mình vẫn có thể làm bài được ngoài ra thì mình cũng học từ vựng qua các bài reading và video là chính mới đầu học thì mình sẽ viết tất cả các từ vựng vào tập một bên là tiếng anh còn một bên là dịch nghĩa lúc đi học hoặc là lướt các trang mạng mà thấy mấy từ lạ lạ thì mình cũng bỏ vào đây để thành một cái list dài như thế này như, như vậy thì nó cũng khá là nhanh nhưng mà có khi mình viết lại từ vựng đó hai ba lần luôn tại vì mình không có xem lại á mình cũng có một mẹo học từ vựng khá là hay đó là mình sẽ chuẩn bị một tờ giấy a 4 trắng tinh như thế này xong rồi viết từ vựng random từng chỗ nhìn vào từ vựng này ở vị trí này và đọc đi đọc lại 10 lần nó sẽ có hai lượt nha đầu tiên là mình sẽ nhìn vào nó rồi đọc 10 lần sau đó thì mình sẽ nhắm mắt chọn đại một từ rồi dịch nghĩa cách này thì mình đã áp dụng vào hồi đầu lớp 12 và nó thật sự có hiệu quả đối với mình nó giúp mình ghi nhớ được mặt chữ cực kỳ tốt luôn nhưng mà phải dành nhiều thời gian và phải thật sự tập trung thì mới có hiệu quả tốt nhất được với lại mình phát hiện ra là học mà không có ngữ cảnh thì lúc mà áp dụng vào IELTS thì nó bị lâu á kiểu như là mình tìm hoài không có ra được cái từ nào thích hợp hết nên là bây giờ mình thấy từ nào mà nó xuất hiện trong bài học nhiều thì mình mới ghi vào thôi ngoài ra cách thứ hai thì mình thường học theo từ đồng nghĩa ví dụ như hôm nay ở trường mình học được những từ vựng này thì về nhà mình sẽ lên Google để search những từ đồng nghĩa với từ vựng này. Mình thường lấy từ vựng có trong từ điển Cambridge nha. Mọi người search Google là thấy à. Cách này thì sẽ giúp mình mở rộng được vốn từ và những từ vựng này mình dùng nó cũng sẽ đa dạng và phong phú hơn. Tuy nhiên là nếu nhiều quá thì đôi khi nó cũng sẽ khiến mình hơi bối rối. Tìm khoảng 2 đến 3 từ đồng nghĩa là được rồi, vừa đủ để mà thay thế cho một bài viết. Nhưng mà việc ghi chép rõ ràng thì chỉ mới là bước đầu tiên thôi. Để ghi nhớ được từ vựng thật là kỹ và thật là lâu thì mình thường học theo phương pháp space repetition, nghĩa là cứ cách một khoảng thời gian thì mình sẽ học lại để không bị quên mình sẽ nhập hết mấy cái từ vựng từ trong sổ này vào trong app mochi vocab mình cũng có thêm extension của mochi dictionary ở trên laptop nè để thêm được tiện ích này thì mọi người làm như trên màn hình của mình nha hoặc là link mình sẽ để ở mô tả luôn lúc làm đề hay là lướt thấy mấy bài viết tiếng anh mà mình không biết nghĩa thì mình sẽ highlight như thế này nó sẽ hiện lên nghĩa nè xong rồi mình lưu từ vựng đó vào app để học luôn xong rồi mochi có tính năng thời điểm vàng sẽ dựa trên lịch sử học tập để tính toán và nhắc nhở mình ôn tập các từ đó vào đúng lúc mà mình sắp quên theo phương pháp space repetition mà mình đã nói ở trên thay vì tự ngồi tính toán thời gian học thì từ lúc dùng app mình chỉ cần đợi thông báo rồi vào ôm lại là xong mà. Đây là đồng hồ đếm ngược đến giờ ôn tập nè. Khi nào đến giờ thì nó sẽ hiện thông báo trên điện thoại mình như thế này. Nhờ vậy mà mình có thể học được đến cả 1.000 từ vựng trên một tháng luôn. Sau khi học xong thì từ vựng sẽ được phân thành 5 cấp độ từ chưa nhớ cho đến rất nhớ. Từ nào mà chưa nhớ thì tần suất xuất hiện sẽ rất là nhiều cho đến khi nào mà mình nhớ được thì thôi và ngược lại. Nên là mình có thể tập trung hơn cho những từ khó thôi. Nếu mà mọi người theo dõi mình từ những video hồi đầu lớp 12 thì sẽ biết là mình dùng mochi để học từ vựng trong suốt nguyên năm lớp 12 của mình. Tại vì trong này có chương trình học theo từng unit giống hệt như là sách giáo khoa nên là dù mình đang nằm lướt điện thoại hay là đi ăn uống bên ngoài thì mình đều có thể vào app để ôn tập liền luôn. Có đến 20 khóa học và hơn 8.000 từ vựng cơ. Bây giờ thì mình sẽ ôn từ vựng chủ yếu trong bộ từ vựng IELTS này. Trong này thì đã chia sẵn những từ vựng theo các chủ đề luôn rồi. Từ vựng được lưu vào sẽ tự động tạo thành flashcard có hình ảnh, âm thanh, phiên dịch, dịch nghĩa và đặc biệt là ví dụ để mình không chỉ học mặt chữ mà còn có thể học được cách dùng luôn. Mochi Vocab thì hiện đang có trên cả CH Play và App Store nha Hoặc là mọi người có thể dùng trên web lên mochidemi.com cũng được Ngoài ra thì Mochi cũng có một group dành cho các bạn đang học IELTS vào đây để trao đổi kinh nghiệm học tập Tháng nào thì trong group cũng có sự kiện để khích lệ mọi người học hành nè Còn có cơ hội nhận quà và tài liệu IELTS cực kỳ hay nữa Nên là mọi người có thể vào xem thử nha Cuối cùng là việc mình học các kỹ năng Mỗi ngày thì mình sẽ chọn một kỹ năng để học thôi Để vận dụng được những từ vựng cũng như là những cấu trúc mà mình vừa mới học Đầu tiên là về listening Mình làm mày nghe chủ yếu là trong mấy cuốn IELTS Official thôi á. Mới đầu thì mình sẽ nghe và làm xong rồi sau đó mình sẽ check script xem là mình đã sai ở đâu và tại sao sai, mình bị nghe nhầm hoặc là không biết từ vựng hay sao. Sau đó, sau khi xem script xong thì mình sẽ quay lại để làm bài nghe thêm một lần nữa. Kiểu khi nào mà nghe hiểu hết thì mình mới dừng. Cho việc luyện nghe thì mình cũng hay xem các kênh như là TED Talk, Go để giải trí cũng như là nghe thụ động cho nó quen tai á, một công đôi việc chỗ nào mà mình không nghe được thì mình có thể bật súp lên á không biết là mọi người có hay thấy những video như thế này không nhưng mà mình rất là thích nghe những video này luôn á thứ đó. hai là về việc học reading mới đầu thì mình đọc khá là lâu tại vì kiểu mình cố gắng để hiểu hết các từ á gạch chân xong rồi xanh đỏ tím vàng các kiểu bây giờ thì mình cũng đỡ hơn rồi tại vì mình cũng biết khá khá nhiều từ vựng giờ mình chỉ đang cố gắng luyện đọc cho nó nhanh với lại kỹ năng xác định được vị trí thông tin cho chính xác thôi mình luyện đọc bằng cách là vừa đọc vừa đoán từ vựng á không phải là từ nào mình cũng có thể biết nghĩ được nên là mình cứ đọc xong rồi mình tự đoán thôi à mình có một mẹo nho nhỏ khi mà làm bài đọc đó là mình sẽ gạch bỏ hết những trạng từ kiểu như là mình không không dịch tới á ví dụ như là ở đây nè tại vì những từ này thường nó chỉ mang tính chất bổ nghĩa cho câu trước thôi nên là nếu mà mình dịch luôn thì nó sẽ khá là mất thời gian hôm trước thì mình có xem được video của anh này và mình học được một cách để làm bài đọc nhanh hơn đó là mình sẽ chia bài đọc ra thành ba cột xong rồi mình đọc từng cột để không bị miss thông tin mình sẽ nói cụ thể hơn về cách chia cột này đó là mình đọc câu văn đầu tiên và chia nó ra làm ba miễn sao mà giữ được nghĩa của một câu á cách này thì mình làm để đọc liền liền không có bị lỡ mất từ ví dụ như mình hay đọc theo kiểu gì nè According to a recent study, By the Food and Agriculture Organization, now for more than species. Còn về speaking thì mình tự luyện nói là chính Kiểu bây giờ mình vẫn chưa hoàn thiện được một bài IELTS Đa số là mình học thuộc thôi à Mình có nghe xong rồi bắt chước thêm mấy cái video diễn thuyết như ở trên TED Talk á Xong rồi mình sẽ cố để cái ngữ điệu phát âm của mình giống giống Mình cũng hay tự nói xong rồi tự ghi âm lại để chỉnh sửa ngữ điệu cũng như là phát âm của mình sao cho nó tự nhiên hơn Mặc dù là có mấy lúc nghe lại cũng thấy hơi ghê ghê một tí nhưng mà không sao luyện tập nhiều thì sẽ quen à Mình cũng hay tự nói một mình nữa kiểu mình thay đổi cách nói chuyện á Làm cái gì mình cũng sẽ áp dụng liền luôn Có lần mình đi Circle K xong mình mình mua đồ và mình xin hóa đơn thì mình nhớ là cái hóa đơn trong tiếng anh nó là receipt ở trường mình cũng hay gặp mấy chị đẹp đẹp ấy, xong rồi kiểu mình hay tự khen trong đầu là wow she absolutely gorgeous mình thấy là cách này thì có thể áp dụng được bất cứ đâu bất kỳ nơi nào mà mình tới luôn ngoài ra thì mình cũng hay tự luyện listening qua những bộ phim highly recommend bộ phim Ginny and Georgia nha mình siêu ghiền phim này luôn cuối cùng là writing mình thấy viết là kỹ năng khó nhất luôn á tại vì kiểu mình phải luyện tập nhiều mới được mình thì vẫn đang học thuộc các bài mẫu lúc đầu thì mỗi ngày mình sẽ chép một bài mẫu như thế này nè để làm quen xong rồi rồi học thuộc mấy từ vựng cấu trúc mà hay dùng để miêu tả biểu đồ nữa nhiều xỉu nhưng mà mình cũng đã thuộc gần hết rồi bây giờ mình phải tập nhìn vào biểu đồ và tự áp dụng mấy cái đó thôi mình nghĩ là writing thì chủ yếu là phải luyện viết thật là nhiều mình cũng từng học một vài mẹo nhưng mà rồi cũng quên hết à nên là phải ráng làm nhiều bài tập thì nó sẽ tốt hơn task hai thì sẽ khó hơn ở đây thì mình không có mẹo gì hết mình chỉ có thường làm bài tập xong rồi nhờ anh chị sửa cho mình nói chung là mình vẫn đang cố gắng để cải thiện hơn mỗi ngày và đó là cách mà mình đang học ielts đến nay thì video của mình cũng đã hết rồi cảm ơn mọi người rất là nhiều Hy vọng là sẽ có những tips bổ ích cho quá trình học của mọi người nha bye bye